À, để hướng dẫn em giải cái đề giữa kỳ 2 năm rồi, 2023 toán 10, thời gian 60 phút của trường Thăng Long ở quận 5. Ở trường lúc này câu này nó sẽ có đề này, nó tự luận không ha, có 5 câu. Ta đi vào câu số 1. Rồi, số 1 như thế nào? À, nó hỏi là có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số được lập từ A. Được lập từ A. Thì bây giờ mình sẽ gọi thôi được chưa? Gọi số tự nhiên cần tìm của mình là A, ABCD ha, đó là tùy mình. A, B đi, C, D, E, F đi ha, là số tự nhiên cần tìm. Thì cái bài này mình sẽ chọn A trước, bởi vì A đứng đầu nó khác không, 6 chữ số khác nha, nó số tự nhiên có 6 chữ số thôi, có quyền trùng với nhau nhưng mà A đứng đầu khác không, cho nên là từ 1 đến 9 của mình đó, là có 9 cách chọn, đúng không? Ta có là số cách chọn A, A này là mình phải ghi là khác không, không? Có 9 cách, tức là từ 1 đến 9. Rồi số cách chọn B, C, D, E, F chung luôn là B, C, D, F có quyền chọn 10 số, số nào cũng được nha, nhưng mà cái này nó là cứ một số là 10, 5 số là nhân lại là 10 mũ 5 á, tức là 10 nhân 10 nhân 10 nhân 5 lần, hiểu ha? Rồi vậy chúng ta có lần vậy có 9 nhân 10 mũ 5 là 9. 9 nhân 10 mũ 5 thì nó là 90.000 số. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Nói chung buổi sáng nói chuyện cũng hơi hơi yếu so với buổi chiều thôi. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ một chỗ đo một khác nhau được lập từ A. Thì mình cũng làm y hệt như vậy, được chưa? Nhưng mà này khác nhau nha. À, số cách chọn A luôn luôn là 9 nè. Nhưng mà B mình á, ví dụ hồi nãy mình chọn là số mấy? Ví dụ hồi nãy mình chọn là số 7 đi. Thì bây giờ cái B này nó cũng vẫn còn là 9 số. Ha, số cách chọn B. À, số cách chọn C. Ví dụ số 7 nãy chọn số 2 đi, chỉ còn lại mấy số? 8 số. Tức là giảm là tại vì nó có cái từ là khác nhau nè. Đó, cái từ khác nhau là cái từ mà mình sẽ chọn không được trùng với nhau ha. 8 cách. Rồi, số cách chọn D. Ví dụ nãy mình chọn thêm số báo 4 nữa đi. 7, 2, 4 gì còn lại mấy? 7. Giờ cứ lên mỗi cái là mình bớt đi một số lại ha. E là 6. Và số cách chọn F là 5. Vậy có mình nhân lại với nhau 9 nhân 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5. Là 136080. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 1 ha. Bây giờ chúng ta đi vào câu 2. Một tổ công nhân gồm 20 người, trong đó có 12 nam và 8 nữ. Họ có bao nhiêu cách chọn ra 5 người để tăng ca cuối tuần? Sao cho trong 5 người được chọn ra thì ở đây có đúng 2 nam. Vậy 2 nam thì phải mấy nữ? 5 người 2 nam thì phải là 3 nữ đúng không?
Vậy 12 nam chọn ra 2 nam, N người chọn ra K người, đó là C 12 chọn 2. 3 nữ là 8 nữ chọn 3 nữ là C 10, C8 chọn 3 nhân lại là xong. Đúng chưa? À nè, số kết chọn 2 nam là C mấy đây? C 12 chọn 2. Đó. Rồi, số kết chọn ra 3 nữ. Từ 8 nữ. 8 nữ chọn ra 3 nữ, C8 chọn 3. Vậy có vậy số kết chọn 5 người có đúng 2 nam, là mình nhân lại ha, 2 nam là 3 nữ đó. Nhân lại. Rồi đây mình sẽ bấm máy ra 12 chập 2 nhân với 8 chập 3 là 3696. Đó. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu B nè. À, có đúng hai nữ thì hai nữ thì phải là ba nam đó, vậy thôi được chưa, dễ mà. Rồi số cái chọn ba nam trước đi là C 12 chập 3. Rồi số cái chọn hai nữ C8 chập 2. Rồi vậy số cái chọn có 5 người có đúng hai nữ này lấy chục ba nhân chục hai, chúng ta sửa sửa lại cái đó thôi nha. Sáu một sáu không, rồi là hoàn thành được câu B. Chúng ta đi vào câu C. Có cả nam và nữ. Ừ. Cái bài này có cả nam và nữ là sao? 5 người mà có cả nam và nữ. À, mình sẽ lấy tùy ý, mình trừ cho chỉ có nam hoặc là chỉ có nữ. Còn không là em xét nhiều trường hợp lắm đó. Tức là em sẽ xét là gì? Là một nam, bốn nữ. Đó. Rồi hai nam, ba nữ. Ba nam, hai nữ, bốn nam, một nữ. À, cái nó cũng được, tại em phải là cái nào cũng ra giống nhau nè, mình sẽ xem thầy làm nè. Số cái chọn à, có cả nam và nữ, một nam và bốn nữ. À, thì sẽ làm cái này cho em xem nha, một nam bốn nữ. C nam là 12 chọn ra một, C 12 chụp một, 8 nữ chọn ra 4, C8 chụp 4. Mình dùng nguyên tắc nha. Giờ để đó đi. Rồi tiếp theo. Số cái chọn 2 nam, 3 nữ. C 12 chụp 2, C8 chụp 3. Đúng không? À, chọn ra nhân lại, cái này là thực hiện công việc đi tới quận nhất đó, mình không có đi từ từ được ha. Rồi, số cái chọn là 3 nam, 2 nữ. C 12 chụp 3. À, C8 chụp 2. Đấy. Rồi, số cái chọn là mình lại là 4 nam. Thì là một nữ, C 12 chập 4, C8 chập 1. Vì chúng ta có vậy số cái chọn 5 người có cả nam và nữ, để bốn cái đó cộng lại. Đó là cái phương pháp mình làm trực tiếp. Còn cái phương pháp mình làm mà khi tắt hóc gạo đó, mình ngược lại á cũng được luôn nha. Còn có 2 năm nữa là mình thi rồi, sắp sửa hết học kỳ 2 rồi. Ờ. Thì các bạn phải cố gắng nha. Trong 2 năm nữa phải nỗ lực lên, thấy gì chưa mau lắm, quay qua cái là tới liền.
Rồi mình sẽ nhấn máy ra ha. Này nó hơi lâu. Bạn phải bấm máy ra. À, cho kỹ càng. Rồi, đã 82. Mười hai chục bốn nhường như là 81. À, là nó ra là 14656. Rồi đó, thầy sẽ trình bày cách khác nè, tức là chúng ta sẽ đi, chúng ta dùng quy tắc hóc gạo á, được không? Là bây giờ số cách chọn ra 5 người tùy ý. Tùy ý nha. Thì trong này có bao nhiêu người? 20 người đúng không? Cả nam và nữ thì 5 người tùy ý. Là mình chọn ra 20, chọn ra 5. Là 20 chập 5. Đó. Rồi sau đó số cách chọn ra 5 người, chỉ 5 người, cách chọn 5 người đều là nam. À, nam không nghe là 12 người chọn ra 5, cho 12 chục 5. Cách này làm nhanh hơn nè. Số cách chọn ra 5 người đều là nữ. Đó là 8 chục 5. Thường thì thích làm cách này, nhưng mà đôi khi học sinh nó không có làm được cách này là do kỹ năng yếu á. Kể cả cái đề này cũng có đáp án, nhưng mà người ta sẽ làm bằng cái cách thứ nhất á, đang là cách thứ hai. À, đề này có đáp án, nhưng mà đề sau là không có. Đề sau hay hơn. Năm, 12 chục năm, trừ 8 chục năm. Đó, 14656. Thấy chưa? Rồi, các bạn làm cách nào tùy với bạn nha, cách nào cũng được hết. Một khi mà mình hiểu rồi thì mình có thể là trình bày cách nào là mình thích thì mình làm, nhưng cách hai nó ngắn hơn nhiều, thấy không? Đấy. Tính toán cũng đơn giản hơn. Rồi là đi vào câu 3. A trước. À, có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đo một khác nhau, trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn. À, trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn. Thì là sao? 6 chữ số đo một khác nhau đúng không? Giờ mình hiểu nè, lẻ nè, chẵn nha. Gồm 0, 2, 4, 6, 8. Lẻ là 1, 3, 5, 7, 9, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình gọi số tự nhiên cận điểm á, à, gọi giống như nãy thôi, à, 6 chữ số. À, 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn. Thì nhạc nổi nếu bài này mà không có số 0 thì nó dễ lắm. Mình lấy 3 số này, 3 số này là 6 số, mình sắp vô là xong. Nhưng mà bài này là cái bài có số 0. Cho nên ở đây muốn số tự nhiên gồm 6 chữ số đo một khác nhau. Rồi, nhưng mà có 3 chữ số lẻ. Có đúng 3 số lẻ nha và 3 chữ số chẵn. Thì ở đây chúng ta xét là như thế nào đây? Rồi, gì cái A1 này rất là quan trọng nè, cái A này nè, tức là chúng ta phải phân ra hai trường hợp khi có số 0, phải phân ra hai trường hợp nha. Trường hợp 1 á là A là số lẻ, hiểu không? À, trường hợp này nó dễ nè, số cách chọn A lẻ thì mình hiểu nè, có 5 số đúng không, mình chọn ra có 5 cách chọn, 1, 3, 5, 7, 9 á, 5 cách đúng không? Đó. Rồi. Tiếp theo là
mình sẽ chọn thêm hai số lẻ nữa trong bốn số còn lại. Ví dụ mình chọn đến số 3 rồi đúng không? Bây giờ còn lại là 1, 3, 5, 7, 9 thì còn là bốn số. Thì số cách chọn hai số lẻ còn lại, hai số lẻ còn lại, hai số lẻ còn lại là là mình dùng C đúng không? 4 chọc 2. Rồi sau đó mình chọn ra ba số chẵn. Số cái chọn ba số chẵn còn lại là ở đây là 5 số chọn ra 3, C5 chọc 3. Vậy là mình được mấy số rồi? 5 số đúng không? Rồi mình sẽ sắp 5 số đó vô 5 vị trí B, C, D, E, F. À, thông qua từng giai đoạn nha. Số cách xếp 5 số gồm 2 số lẻ và 3 số chẵn vào các vị trí B, C, D, E, F là 5 số sắp vô 5 chỗ là 5 dây thừa, N người, hiểu không? Sắp vô N chỗ là N dây thừa. Hiểu này ha. Đó, vì trường hợp này đi ra có nhân lại đó là 5 C4 chọc 2 đó. Bạn muốn đi tới quận nhất bạn phải đi qua nhiều con đường, được chưa? Chứ không phải đi cái là tới được nha. Nhiều cách chọn đi tới rồi nay mình chọn cái con đường nào đi tới chỗ nào mình chọn con đường nào đấy. Rồi thì chúng ta tính cái này ra ha. 5 C 4 chọc 2 nhân C5 chọc 3 nhân 5 dây thừa. Cái nút dây thừa ở mình làm được đây bằng 36, 3 số 0 ha, số. Rồi trường hợp 2 A chẵn, nhưng mà A chẵn á mình hiểu không, là A đứng đầu không được chọn số 0, chỉ được chọn là 2, 4, 6, 8 thôi, hiểu không? Rồi chỉ được chọn là 2, 4, 6, 8. Các bạn chờ thêm cái nha, và sau tôi gửi bạn chút mà không thấy bạn đi vô. Rồi, rồi kệ đi ha, không biết rồi gì. Rồi. Số cách chọn A là nếu ở đây nè có bốn số này thôi là bốn cách. Thí dụ chọn số 6 chẳng hạn, được chưa? Rồi số cách chọn hai số chẵn còn lại, chọn chẵn trước, còn lại bốn số đúng không? Chọn tại vì cái này là khác nhau nè cho nên không được chọn trùng lại nha. Tức là đã lấy số 4 thì số 4 không được chọn lại. Thí dụ gì nè là 0, 2, 6, 8 là bốn số chọn ra 2. Rồi số cách chọn 3 số lẻ còn lại là C5 chọc 3. Mình dùng được ha, là có 5 số. Rồi số cách xếp 5 số này vào cái vị trí này là 5 dây thừa. Y chang rồi đúng không? Là gồm 2 chẵn và 3 số lẻ. Rồi suy ra có đấy là 4 nhân C4 chọc 2. Để chỗ này để cho nhanh. 4 nhân C4 chọc 2 nhân C5 chọc 3 nhân 5 dây thừa. Vì nãy cái máy tính mình còn mình chỉ sửa này là số 4 là được rồi. Là 28800 đúng không? Rồi. Chúng ta kết luận ha. Này nó hiện cái bảng này lên hoài. Rồi vậy có tất cả là lấy là 36000 28800 bạn lấy kết quả đã cộng cho 36000 648 ha.
Đây, này, tự nhiên cái nó hiện lên cái bảng đó rồi. Ý là phần mềm là thầy mua đó nha, thầy dùng phần mềm là không miễn phí đó. Trên đời này không có gì mà miễn phí mà tốt cả, bạn hiểu ha. 64800. Nhưng mấy bạn làm cái gì đó trong giai đoạn nào đó nó cũng phải có cái nhược điểm. Như vậy ở đây là mình có tổng cộng là bao nhiêu số? Là 64800 số nha. Rồi cái bài này không có làm trường hợp, không có làm cách khác được, chỉ có một cách này thôi. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Tìm số hạng chưa x mũ 3 trong phép triển. Như bạn nói em sao có nhiều người giải miễn phí này nọ trên mạng, bạn bạn đừng có nghĩ là miễn phí, không có gì miễn phí hết. Ví dụ bạn học được 10 bài đi, bắt đầu vừa bài 11 là bắt đầu là người ta phải kêu bạn đăng ký học trả phí. Thế thôi, ví dụ vậy ha. Cái chuyên đề này ai mà giải miễn phí không? Hiện tới không thì người ta lấy gì người ta sống? Các bạn hình dung không? Tìm số hạng chưa x mũ 3 trong phép triển. Hoặc là người ta chỉ dạy cho bạn thấy thôi, chứ tài liệu người ta không có gửi qua cho mấy bạn. Mấy bạn nhắm mấy bạn có thời gian, mấy bạn học biết người ta đăng video lúc nào, người ta dạy lúc nào, đúng không? Rồi sau này lỡ người ta không đăng rồi làm sao mình lấy đâu mình học. Cho nên cái gì trên đời này thường mấy bạn đừng có nghĩ là cái miễn phí là không bao giờ có đâu. Rồi. Thì cái này mình sẽ làm sao? Mình sẽ khai triển ra từng cái. Được chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai. Mình cộng lại. À, mình tìm hệ số, số hạng chia mũ 3. Số hạng là nó dính lợi ích mũ 3. Thì ở đây mấy em sẽ dùng cái này. À, công thức là mũ 4. Nè. Rồi, vậy đây mình sẽ dùng thức này nha. À, công thức rõ ràng. Bây giờ, thì làm cho nó nhanh nha. Nè. À, mình ghi hai chung hai cái đi cho nó dễ ha. Đầu tiên ha, cái đầu tiên là C4 chọc 0. Đó, mình ghi giống nói gì đó. Được nè, A mũ 4. X X đóng vai trò là A đó, Y đóng vai trò là B, đóng vai trò là 3 đó. Bạn hiểu không? X mũ 4, C4 chọc 1, X mũ 4, 3, C4 chọc 2, X mũ, à, X, đó này là X mũ 3. À, rồi, X mũ 2, 3 mũ 2, rồi, C4 chọc 3, x 3 mũ 3 C4 chọc 4 đúng không? 3 mũ 4. Cái chương trình cũ đó, nó cho tới mũ nhiêu cũng được, còn cái chương trình mới giờ nó giới hạn mình lại tới đây thôi. Cũng bình thường ha. Còn cái này nè, tức là C4 chọc 0 2x mũ 4, còn B nó là trừ 1, bạn hiểu không? Chứ không phải là một nha, chú trừ đó, mà thấy nó gài không, tức là B là trừ một rồi. C4 chọc 1, 2x mũ 3 trừ 1 ha. Rồi C4 chọc 2, 2x mũ 2 trừ 1 mũ 2. Rồi C4 chọc 3, 2x mũ 3 trừ 1 mũ 3. Rồi C4 chọc 4, 2x mũ 4. Đó, như vậy được chưa? Nó hơi dài ha. Rồi. À, ở đây khai triển ra. Ở đây là C4 chục không, đó là một á.
là x mũ 4 thôi. Con này là 4, 4 nhân 3 là 12. Tức là mình ghi từ từ cũng được, là 4 nhân ghi chung luôn, bấm máy luôn được 12. 12 x mũ 3. Cái kia là 6, 6 nhân cho 3 bình là 9 là 54. Rồi kia là 4, 4 nhân cho 3 mũ 3 là 27. Mình không biết, mình bấm máy ra 4 nhân 27. 108 x. Rồi 3 mũ 4 chứ 44 là 1 rồi. Hỏi ghi 3 mũ 4 81. Rồi tiếp theo nha. Ở đây là số 4.0 là 1, 2 mũ 4 là 16, x mũ 4. Rồi C4.1 là 4, 2 mũ 3 là 8. Tức là tính nhanh đó nha, 2 mũ 3 là 8 nè. Mà C4.1 là 4, 4, 8, 32 có trừ 1 đó là trừ 32, x mũ 3. Rồi C4.2, C4.2 tức là 6 đó. 2 mũ 2 là 4, 6, 4, 24, trừ 1 bình là 1, là cộng 24 x bình. Rồi C4.3 tức là 4, 2 mũ 3 là 8, 8, 4, 32, trừ 1 mũ 3 là trừ 1, vậy là trừ 32 x mũ 3. Rồi C4.4 là 1, 2 mũ 4 là 16, x mũ 4. Ở đây mình phá ngoặc ra. Ngoặc ra là xong. Chưa? Đây. Đấy, phá ngoặc ra. Rồi mình rút gọn lại. Đây 1x mũ 4 là 1, với 16 là 17x mũ 4. Rồi, x mũ 3 nè. 12 trừ 32 là trừ 20 x mũ 3. X bình là 54 cộng với 24 là 78 x bình. Và 108 là trừ cho x đúng không? 108 trừ cho... Ủa sao này mình ghi nhầm rồi bạn? Chỗ này là x chứ. Chỗ này là x nha. Khoan. X mũ 4, x mũ 3, x mũ 2. Vậy rồi. Ghi nhầm hết rồi. Chỉnh ra nha. Chỉ x đây là mình hiểu nè. Ở đây là 2 nhân cho trừ 1 là trừ 2. À, trừ 2 nhân đây là 4 nữa. Đúng không? C4.3 đó là 4. 4 nhân cho trừ 2 là trừ 8. Hiểu không? Ở đây là trừ 1 mũ 4 là phần 1. Vậy đây là x thôi. Rồi. Vậy đây là trừ 8. X là x nha. Trừ 8x cộng cho x mũ 4. Rồi đây là 108 trừ 8 là 100x. Rồi 81. 80, cái này không có mũ 4 nha. Cái này là 1 thôi. 81 cộng 1 là 82. Rồi, vậy mấy bạn kết luận ha. Vậy, đó là số hạng. Số hạng chứa x mũ 3 là, mà hãy trước chứa x mũ 3 nè, nó có trừ 20, nhưng mà cái số hạng là bạn lấy luôn x mũ 3. Còn nó nói là hệ số, là mình chỉ lấy x, lấy trừ 20 thôi. Nhưng số hạng là cứ cái mũ vô nha. Rồi, đó là hoàn thành. Đúng không? Câu... B. Rồi chúng ta đi vào câu cuối cùng và lẽ này. Trong hệ trục tọa độ OSI cho 3 điểm, gọi MN lần lượt là trung điểm của BC và AC, tìm tọa độ điểm MN. Thì cái bài này bắt buộc mấy em phải vẽ hình ra, đúng không? Ta phải vẽ hình ra. Cái hình ra nha. Vẽ cái tam giác ABC ra.
Rồi, đây A trừ 2 năm. Rồi, B 6 trừ 1. C trừ 4 năm. Gọi MN lần lượt là trung điểm của BC và AC. MN đấy. À, trung điểm đúng không? Rất là quen. Tìm tọa độ MN, con này cực kỳ đơn giản rồi. Chúng ta chỉ dùng cái biểu thức trung điểm là chúng ta tìm ra nha. À, đã có nè. M là trung điểm đó của BC. Đi ra XM bằng XB cộng XC chia 2. À, 2 do XB là 6, XC là trừ 4, chia cho 2 là 1. À, IM là IB cộng IC chia 2. IB là trừ 1, IC là 5, chia 2. 5 trừ 1 là 4, 4 chia 2 là 2. Đó. Như vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái điểm M ha, là 1, 2. Rồi, tương tự mình bắt chước thôi. N là trung điểm của AC và XN, XA cộng XC chia cho 2, IN IA cộng IC chia cho 2. Rồi, IA là trừ 2 cộng IC là trừ 4 chia cho 2, đó là bằng trừ 6 chia cho 2 là trừ 3. Rồi, IA là 5, IC là 5 chia cho 2, là 10 chia cho 2 là 5. Vậy mình suy ra được N là trừ 3, 5 ha. Rồi là chúng ta hoàn thành cái câu A. Chúng ta chuẩn bị qua câu B. Chúng ta không học là sau này chúng ta sẽ hối hận đúng không? Nhiều bạn bây giờ không có học anh cứ lo chơi hay không, sau này không có cái trình độ kiến thức làm sao đi đi làm kiếm ra được tiền. Mấy bạn thời buổi giờ là mấy bạn không học là sau này bạn khổ lắm luôn. Gọi D là điểm thỏa mãn ABCD là hình bình hành. Nói thì học sinh phải là ai cũng có ý thức đâu, nhiều bạn đâu có ý thức, thấy cha mẹ giàu có là làm biếng học hành, cứ ăn chơi không đua đòi, sau này cái mới thấy khổ ha. Ba mẹ đâu có sống hoài được các bạn, mà tiền cũng đâu bao giờ mình xài hoài được, núi cũng lở, chỉ có kiến thức mình mới tạo ra giá trị của nó liên tục trong cả đời nha. Chỉ còn cho mình 10 tỷ, 20 tỷ mình ăn cũng vài năm cũng hết. Không bao giờ tồn, chỉnh chỉnh hàng được ha. Rồi. Gọi D là điểm thỏa mãn ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ điểm D sao cho G là trọng tâm AC, ACD. ACD, G là trọng tâm đúng không? Thì mấy bạn phải hiểu trọng tâm là giao điểm của gì? Ba đường trung tuyến. Đấy, G là trọng tâm. Nhưng mà bạn này tìm G sao tìm? Đúng không? Tìm tọa độ điểm D và trọng tâm G. Thì trước khi mình tìm G phải tìm D trước. Thì G nó có cái N này nếu mình tìm được rồi. Nha. Đó, thì cái G này nó sẽ thông qua N với D. Đó.
Chị M nãy mình sẽ tìm được đó là 1, 2 mình đưa vô. Còn N nãy mình tìm được là trừ 3, 5 mình đưa vô. Chung là nó không khó đâu mấy bạn. Để mình có được cái bằng cấp mà sau này mình đi làm mà mình ở Việt Nam của mình đi làm chuyện rất là đơn giản là kiếm tiền nó không khó. Nhưng mà phải học mình mới có được cái trình độ đó, mình mới đi mình ta mới sử dụng mình, hiểu không? Mình không có trình độ mình chỉ làm tối thiểu là làm lao động phổ thông, làm công nhân thôi, chứ khó mà làm được cái gì mà mình ngon lắm thì thật sự là gì. Cái đời mình nó bất hạnh lắm đúng không, cuộc sống mình gian nan khổ cực, bởi vì nhiều lúc ba mẹ bây giờ mấy em ba mẹ mấy em khổ lắm, lo cho mấy em đúng không, nhiều khi làm lương tháng cũng đâu có nhiều tiền, phải gán lo cho mấy em. Những gì ba mẹ mấy em biết là nếu không học là không có con đường nào mà thay đổi được cái số phận mình hết, chỉ có con đường học thôi. Rồi bây giờ là chúng ta phải tìm tọa độ điểm D nè, chúng ta dùng là ta sẽ gọi D cũng được ha, khỏi gọi cũng được, gọi cũng được, ta dùng hai vectơ bằng nhau đó, AD bằng BC, bạn hình dung được ha, để mình tìm ra tọa độ điểm D. Được chưa? Lấy x d trừ x a trừ cho trừ hai lần chọn hai việc cho năm rồi y d a d ha, tiếp theo là gì, b c, b c lấy c trừ b trừ 4 trừ 6 là trừ 10. À, 5 trừ được trừ 1 thành cộng 1 là thành 6. Rồi ta có nè, ABCD là hình bình hành. À, mình suy ra được vectơ AD nó bằng vectơ BC. Rồi điều này mình sẽ tương đương với này nè. À, tức là XD cộng 2 bằng trừ 10. ID đầu bằng đầu đuôi bằng đuôi đúng không, sáu hai vectơ bằng nhau đó là hai cái bộ tọa độ nó bằng nhau, đúng ra là thầy phải ghi cái này nè, rồi bằng cái này nữa là thầy làm hơi nhanh đó. Cố gắng mà học lên nha. Rồi, XD là bằng trừ 12, ID là bằng 11. Thì chúng ta suy ra điểm D. Trừ 12. Rồi, ta hoàn thành được cái phần thứ nhất của câu này. Ta đi vào phần thứ hai. À, tìm khi có D rồi mình sẽ tìm ra G. Mình dùng cái tính chất của trọng tâm là nó DG nó bằng 2 phần 3 DN, được chưa? À, thì chúng ta tìm ra DG chứ, thì chúng ta có thể gọi G ở đây luôn đi. Chung cái bộ vào của nó. Bàn rem. Nha. Rồi gọi G đó nha. Chúng ta dùng vector là DG bằng 2 phần 3 DN. Được chưa? DG. DG. À, lấy xg trừ xd, xg trừ cho trừ 12 thành cộng 12, yg trừ cho 11. Mình dùng hai lần gn cũng được luôn á, nhưng mà hay dùng dn thì đều đúng hết, thì dùng dn đi ha, dn đi cho nó đúng với cái tính chất của trọng tâm. Dn của mình đó là lấy n trừ cho d, hiểu không, n là trừ 3 nè, trừ cho trừ 12 nè là cộng 12, vậy là bằng 9. Rồi, IN là 11, IN là 5 trừ cho ID là 11, 5 trừ 11 là trừ 6. Đó, thì chúng ta có nè, G là trọng tâm. Tâm tam giác ACD. Suy ra DG
À, nó bằng 2 phần 3. 2 phần 3 dn. Rồi, vậy đây mình sẽ tương đương dg là này đây. 2 phần 3 dn là này đây. Rồi, các bạn nhân vô luôn nha. 2 phần 3 mà nhân cho chính là 6. Đúng không? Là 2 nhân 9 là 18, 3 là 6. 2 nhân này trừ 12 chia 3 là trừ 4. Rồi mình sẽ cho đầu bằng đầu, đuôi bằng đuôi. Nè, đầu bằng đầu, đuôi bằng đuôi. Tức là xg cộng 12 bằng 6. Yg trừ 11 bằng trừ 4. Ở đây mình sẽ giải ra được xg với yg. XG là bằng 6 trừ cho 12 là trừ 6. YG là lấy 11 trừ cho 4 là ra 7. Rồi mình sẽ suy ra G là trừ 6 với 7. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được câu B. Bây giờ chúng ta đi vào câu C. Chỉ có cách duy nhất giỏi là học học toán, lý hóa là ba môn này, không có cách nào khác các bạn ơi. Theo như kinh nghiệm của thầy thì thấy là chỉ có cách giải đề là giỏi thôi. Tất nhiên có cách tốt hơn cách này nữa, bạn biết cách nào không? Là cách phải học theo chuyên đề, tức là học từng phần từng phần rồi sau đó mình mới giải đề. Nhưng mà học cái chuyên đề đó thì mấy em sẽ không đủ thời gian, không có đủ thời gian nha, để không đủ thời gian để mình làm. Cho nên người ta sẽ dùng cái phương pháp là người ta sẽ vừa học đề vừa luyện đề theo từng cái phần kiến thức trong đó luôn. Nó cũng giống như là luyện chuyên đề, nhưng mà chuyên đề thì nó đánh theo từng phần rồi sau đó nó kết hợp lại. Còn cái này là mình đánh thẳng luôn, đánh một lượt, đánh theo cái dạng cuốn chiếu đó à, đi liên tục như vậy. Rồi vậy là nó tốt nhất. Rồi câu câu cuối cùng. Viết phương trình tổng quát của đường trung trực MN. MN đây. Cái đường trung trực là như thế nào? À, mình học năm lớp 7 rồi. Là cái đường nó sẽ đi qua trung điểm và vuông góc. Đúng không? Đấy, ví dụ cái đường thẳng thì vẽ ra là đường trung trực rồi. Được chưa? Phải nó vuông góc tại trung điểm. À, thì cái đường đó gọi là đường trung trực. Thì mình muốn viết đường thẳng thì mình phải có điểm đi qua và vectơ. Đó, vậy cái điểm đi qua trong trường hợp này nó nằm ở đâu? Nó chính là trung điểm của MN á. À, là mình phải tự mình gọi ra. Ví dụ mình gọi đó là điểm Y chẳng hạn. Đúng không? Là trung điểm của MN. Là mình đi qua Y và mình dùng phương trình tổng quát là phải vectơ vuông góc. Mình dùng vectơ MN là vectơ vuông góc luôn. Nghĩa là lấy vectơ pháp tuyến nó là MN. Đó, và cái đường thẳng của mình là mình sẽ gọi cái tên gì đó là mình thích mình gọi thôi. À, thí dụ thường người ta đặt là delta hoặc là chữ D là hai cái đường thẳng mà thông dụng nhất. Rồi thì gọi delta đi ha. Đấy. Rồi thì Y nó là trung điểm đấy. Đó, là chúng ta sẽ giải quyết được cái câu này. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ gọi Y. Và Y là trung điểm của MN. À, thì mình sẽ suy ra được XY. Hỏi gọi XY cũng được ha. À, nếu bạn ký thì bạn gọi luôn XY. Y. Rồi, XY của mình đó, nó sẽ bằng là XN. XM đi. M trong bảng chữ cái đến trước chữ N. Rồi, 1 cộng cho trừ 3 chia 2 là nó bằng là trừ 1, đúng không? Y em còn y en chia 2, y là y em là 2 cộng y en là 5 chia cho 2 là bằng 7 phần 2. Rồi y của mình tức là trừ 1 7 phần 2. Rồi, bạn hiểu ha. Tiếp theo là
chúng ta có điểm y rồi đúng không? Chúng ta nói là cái đường thẳng delta, gọi delta đi là đường trung trực, và thích gọi tên gì là gọi tùy thôi, là đường trung trực của đoạn thẳng MN. Rồi như vậy cái đường thẳng delta này nè đi qua cái điểm đi qua trước ha, y theo như tính chất đường trung trực 5 lớp 7 đúng không, và có vectơ pháp tuyến là cái vectơ vuông góc với nó đấy, mình hiểu ha, vectơ vuông góc với nó là n. À, mình chọn chính là cái vectơ NM hoặc là NM, MN tùy bạn thôi. Đặt NM đi, thế NM nó đẹp hơn nha. Lấy ít M trừ ít N, 1 trừ cho trừ 3 cộng 3 là 4. Rồi lấy 2 trừ 5 là trừ 3. Được chưa? Đấy, chúng ta chọn sao cho nó đẹp thì chúng ta chọn. Rồi này là chúng ta suy ra đường phương trình tổng quát. Nha. À, xin lỗi. Tức là ở đây nè, đầu tiên mình phải mình chỉ nói gì thôi, đường thẳng delta à, có vectơ pháp tuyến trước à, rồi chúng ta mới suy ra phương trình tổng quát delta có dạng, chúng ta không phải cần dùng cái phương pháp là a nhân x chỉ rho x rho nha, chương trình cũ thì nó ghi như vậy đó, chương trình mới nó không cần ghi gì đâu, tại nhiều giáo viên ta dạy quen người ta dùng như vậy nha, thầy cũng thích làm gì, thích làm cái thức mới thôi cho nó quen luôn, để tránh trường hợp có nhiều người ta chịu nhiều người ta không chịu đó, ta nói của cách này đâu có sách giáo khoa đâu mà em làm nó cũng khổ nha, cho nên chúng ta phải làm theo cách sách giáo khoa là chuẩn nhất. Rồi lấy 4 nhân cho trừ 1 trừ 3 nhân cho 7 phần 2 cộng C bằng 0, rồi mấy bạn giải ra C, chỗ này mấy bạn chỉ cần bấm máy ra thôi. Nè, chúng ta dùng chiếc son nhanh nhất, trừ 4 trừ 21 phần 2 đúng không, rồi cộng cộng x đó, bằng 0, ra là 14 phần 5, 14 phần 5 là chính là 29 phần 2 đó, 29 phần 2 chúng ta suy ra phương trình tổng quát của delta lại đây cộng 29 phần 2. Nếu mấy bạn thấy không đẹp, mấy bạn nhân hai hai vế, tức là gộp nhân hai hai vế là hành là gì? Nếu bạn thấy phân số này không đẹp, bạn có quyền nhân hai này, đó là hành là gì? Không nhân hai cũng đúng, 8x trừ 6y cộng 29 bằng không, là xong. Nha. Đó là chúng ta hoàn thành cái đề này, nha. Rất dễ dàng, đúng chưa?